quá. Đây chỉ bán bao nhiêu nhỉ? Em gửi chị. Đây, nhà mày đây. Thích không? Đây đây. Chú bán bao nhiêu? Đủ nhỉ? Gần 500 rồi. Wow.
Hay là đi nấu cơm ấy nhỉ? Đói quá. Đặt đồ xong nấu cơm. Đây.
vào nữa. Cần lâu ạ.
sai ra luôn là về luôn à mà em thấy là cứ luôn đấy mà về toàn luôn mà cái luôn nặng này cứ luôn nặng thôi là thế thôi em ở tạm ở em cái này ở xanh thế lâu nặng nhỉ chứ lâu mất rồi. Mama Thank you.
mà nó khẩu là e thôi cái này một ốp bắp thì đút thằng thao lỗ chứ không khẩu lỗ thế mà sao nó là anh chị cái chuyện muốn mua của mày
Con. Chào, có thích cái nhà này không? Đây, nhà của mày đây. Mày đây, tao làm xong rồi tao cho mày vào ở nhá. Đây, đây, nhà mày đây. Có thích không? Đó. Mai nữa làm xong thì cho mày ở nhá, giờ trời tối rồi. Thích không? Cháu ơi, bác sĩ à? Vâng, muốn làm đồ này đi. Những ngày chú bán bao nhiêu đồ này? Vâng, bán 300.000. 300 à? Thế cháu lấy cái đồ này nhé. Cháu lấy cái đồ à? Chú cắt cái đuôi này cháu. Cảm ơn nha. Vâng, cái này là mỡ hả chú ơi? Mỡ. Lấy mỡ không? Mỡ này 1 cân bao tiền đấy? Cân 60.000. Thế cho cháu hết cái này nhé. Hết cái à? Để cháu lấy thì... Rán mỡ thì... Ừ. Này, đận tà ngon lắm. Hơn 1 cân. Chú có cái chảo nhỉ? Để cháu mượn đi... Đó rồi. Đó, rồi. Đó, cả thấp nữa. Rồi. Để đây. Rồi cái này đi ban này. Cái này của cháu hết bao nhiêu hả? Hết 550. À 450. 450. Vâng. Cần 500 rồi. Đây, người nào đây. Vâng. Chú có mua bình này không? Mua bình này để mở này. Vâng, bây giờ cháu đi. Cháu để ở đây. Cháu mua cái này nhá. Vâng, em mang về giải nhá. Vâng.
nào. Không.
ngon quá.